Hello, chào mọi người nhé. Đây, Andy đã phát hiện ra quả kim nhung ngủ trên cây hoa giấy mọi người. Cây hoa giấy mọi người biết rồi, rất là nhiều gai cho mọi người. Đó. Rồi em ngủ trên này, đây, cong đuôi lại này. Có thì cái giờ mà sờ nó nha mọi người. Rồi, nó sờ phát nó nhảy dưới đây rồi. Thôi Andy không làm phiền nó nhiều nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.